Xin chào bác sĩ Phạm Xuân Trịnh. Xin chào bác sĩ Vũ Văn Hùng. Tôi vừa mới nhận được một cái khách hàng ở trong khu vực Nghệ An có nhắn tin cho tôi là anh ta đang có 5.000 gà mà đang có hiện tượng gà có hiện tượng khò khè chảy nước mắt nước mũi và bị sưng mặt phù đầu. Thì xin bác sĩ cho cái phác đồ điều trị sao cho hiệu quả nhất. Ok, cảm ơn câu hỏi của bác sĩ Vũ Văn Hùng và cảm ơn câu hỏi của một bác chăn nuôi ở Nghệ An. Thì như các bạn đã biết là nếu một con gà mà nó chảy nước mắt nước mũi cùng với sưng mặt phù đầu ấy thì tôi nghĩ rằng là có khả năng là nó ghép giữa bệnh Coryza với bệnh APV. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ làm như sau này. Các bạn lấy cho tôi dịch chiết Anagin kết hợp với là vaccine SHS, các bạn nhỏ vào hai mắt của con gà. Thì sau khoảng 2 đến 4 giờ cái mắt của nó sẽ hết phù, cái mặt nó hết phù và mắt nó sẽ trở lại bình thường. Tuy nhiên trong cái trường hợp mà các bạn nhìn thấy là cái nước mũi dịch nó chảy ra này, rồi là có thể nó có xuất hiện hiện tượng một số con nó bị kén bá đậu ấy, thì có thể chúng ta sẽ phải sử dụng biện pháp tiêm một mũi, sau đó chúng ta sẽ cho uống thuốc. Thì chúng ta tiêm như sau: đường nguyên tử kết hợp với là cefuroxim, các bạn pha chung lại với nhau. Một cặp này chúng ta tiêm cho 1 tấn gà. Sau đó các bạn sử dụng cái thuốc là đặc trị hô phức hợp, ở trong đấy nó có thành phần tinosin 20%, sulfadiazin 10%, conitin và tá dược độc quyền của công ty Supervet. Các bạn cho uống khoảng tầm 3 đến 5 hôm nữa thì gần như là con gà của chúng ta nó sẽ phục hồi hoàn toàn. Và tôi đã sử dụng cái phác đồ này, tôi chữa cho cả ngàn trang trại chăn nuôi rồi, nên là tỷ lệ thành công gần như là tuyệt đối. Và cảm ơn câu hỏi của bác sĩ Vũ Đồng. Ok, cảm ơn bác sĩ Phạm Xuân Trịnh.